Mến chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn Triệu Thị Phượng nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu hoa giấy Mỹ nha bà con. Sau đây mời bà con. Mến chào Liên và chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho mình cái lô mini này ạ. Thật lòng cảm ơn ạ. Rồi, không làm mất thời gian của anh em vô cây số 1 đầu lai. Cây này mình giao lưu với giá là chỉ có 270k thôi cả nhà mình ơi. Giá rẻ như hạt dẻ luôn nha cả nhà. Có thấy mình đăng ký kênh, xem kênh, ủng hộ cho mình nha cả nhà. À, cây này hoành của nó là 38 cả nhà ơi. À, cao của nó là 59. Siêu to lùng lực. À, đế sổ của nó là 38 cả nhà ơi. Rồi anh em có thấy mình á thì xem kênh rồi chốt ủng hộ luôn nha, đại gia đình nhà mình, thật lòng cảm ơn luôn nha. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 2 ạ. Cái mã số 2 này 450k luôn đại gia đình nhà mình. Cái hoành của nó là 34 ạ. Cao của nó là 61. Cái sổ của nó là 42 cả nhà mình ơi, một bệ đặt luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo mình lên cái mã số 3 ạ. Cái mã số 3 này 170 cả nhà mình ơi, hoành nó cũng khá là to nha. Cái vị trí này là nó 27. Cao của nó là 56. Đế sổ của nó là 39 ạ. Đây không ổn mà đó nha. Say nó kêu. À, con này với con này vừa xuống giống nè. Cả nhà có chốt một cặp luôn, cái mã 3 mã 4 luôn nha. Cái mã số 4 này 160 cả nhà ơi. Hoành của nó là 23. Cao là 51. Đế sổ là 34 ạ. 160. Rồi, tiếp theo là cái mã số 5 ạ. Cái mã số 5 này 200 ạ. Cái hoành của nó là 30. Cao là 52. Đế sổ của nó là 38. Rồi, tiếp theo mình lên cái mã số 6 ạ. 200 cho cái mã số 6 luôn ạ. Hoành nó cũng khá là to luôn nha, đại gia đình nhà mình. Hoành của nó là 29 luôn. Cao của nó là 56. Đế sổ của nó là 34. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 7 ạ. Một con kỳ cục kẹo luôn cả nhà ơi. Con này giống như cái con gì mình biết nhưng mà mình không có hình dung được nè. Con cào cào. Cái hoành của nó là 30. Con này 150 cả nhà ơi. Cao của nó là 50. Đế sổ của nó là 39 ạ. Thôi mình xây đi, để xây nó kêu kỳ quá. Để mình xay. Rồi 150 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 8 ạ. Cái mã số 8 con này 230 thôi cả nhà ơi. 230 cho con này nha. Hoành của nó là 31. Đế sổ của nó là 57. Ở cao của nó là 57. Đế sổ của nó là 41 cả nhà mình. Tiếp theo là cái mã số 9 ạ. 120 cho cái mã số 9 luôn. Cái hoành của nó là 21. Cao là 49. Đế sổ là 41. Tiếp theo là cái mã số 10 á. Cái mã số 10 thì 200 cả nhà ơi, hoành của nó là 27. Cao của nó là 65. Cái sổ là 36 ạ, 200 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 11 ạ. cho cái mã 11 luôn ạ. Cái hoành của nó là 26. Cao là 55. Cái sổ của nó là 35 ạ. Rồi để vậy đi. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 12 ạ. 170 cái mã 12 luôn ạ. Cái hoành của nó là 28. Cao 46. Cái sổ 37 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 13 ạ. Ừ.
280 cho cái mã 13 luôn ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 28 ạ. Cao là 54. Đế sổ là 36. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 14 ạ. 200 cho cái mã 14 luôn ạ. Cái hoành của nó là 26 ạ. Cao là 51. Đế sổ là 37 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 15 ạ. 220 cho cái mã 15 luôn ạ. Cái hoành của nó là 25. Cao là 60. Đế sổ là 43 ạ. 220 cho con này ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 16 ạ. 200 cho cái mã 16 luôn ạ. Cái hoành của nó là 29 ạ. Cao của nó là 59. Đế sổ của nó là 39 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 17 ạ. 200 cho cái mã 17 luôn ạ. Vị trí này là 27 ạ. Tổng cao là 65. Đế sổ là 38 ạ. 200 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 18 ạ. 120 cho cái mã 18 luôn. Cái hoành của nó là 20. Cao là 43. Đế sổ là 26. Tiếp theo mình lên cái mã 19 ạ. À. Con này dáng khơm khơm cũng rất là quái luôn cả nhà ơi. Hoành của nó là 22. Con này 140 ạ. À. Cao của nó là 47. Đế sổ của nó là 32. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 20 ạ. À. 180 cho cái mã 20 luôn ạ. Cái hoành nó cũng khá to luôn nha cả nhà. Hoành của nó là 29 luôn ạ. Cao của nó là 54. Đế sổ của nó là 38. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 21. Để mới công khiên nó. 160 cho cái mã 21 ạ. Cái hoành của nó là 25. Cao 54. Đế sổ 36. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 22. 160 cho cái mã 22 luôn ạ. Hoành 22. Cao 53. Đế sổ 36. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 20. Cái đó 22 rồi hả? Cái mã này 23 nè. Tiếp theo mình lên cái mã 23. Cây này về có ai mà tạo lại cái dáng đổ thì cũng được luôn nha cả nhà ơi. Còn thôi mình cứ trồng dáng nằm nha. Cái hoành của nó là 30. Con này 230 ạ. Cao của nó là 56. Đế sổ của nó là 34 cả nhà. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 24 ạ. 24 là 106 cả nhà ơi. Hoành của nó là 25. Cao là 43. Đế sổ của nó là 32. Tiếp theo mình lên cái mã 25 ạ. 170 cho cái mã 25 luôn ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 25. Cao của nó là 77. Đế sổ của nó là 41. 170 cho cái mã 25 ạ. Tiếp theo lên cái mã 26. Một em lùn nữa nha cả nhà. Cái mã 26 này 200 ạ. Cái hoành của nó là 30. Cao của nó là 52. Đế sổ của nó là 39 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 27. Cái này nó khá là có duyên luôn nha. Cái này là mình làm tiêu cảnh rất là ok luôn. Cái này 150 cả nhà ơi. Cái hoành của nó là 17. Cao của nó là 53. Đế sổ của nó là 37. Cái này mình trồng ở diện tích hẹp được cả nhà ơi. 150 cho mã 27 ạ. Tiếp theo là cái mã 28.
Cái mã 28 này 180 ạ. Cái hoành của nó là 29. Cao 50. Cái sổ 35. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 29. 130 cho cái mã 29 ạ. Cái hoành của nó là 19. Cao 46. Để sổ 34. Rồi tiếp theo là cái mã 30 ạ. 150 cho cái mã 30 luôn. Cái hoành của nó vị trí này 28. Cao 52. Để sổ 36. Tiếp theo mình lên cái mã 31. cho cái mã 31 luôn ạ. Giống chú vô nhỏ đang ngồi ha. Mã 31. Hoành của nó là 29. Cao 54. Để sổ 33. Rồi tiếp theo cái mã 32 ạ. cho cái mã 32 luôn. Hoành của nó là 24. Cao 53. Để sổ 37. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình lên cái mã 33. Cái này 120 ạ. Hoành của nó là 25. Cao 48. Để sổ 37. Tiếp theo mình lên cái mã 34. 150 cho mã 34 ạ. Cái hoành của nó vị trí này 25. Cao 57. Để sổ 36 ạ. cho cái mã 35. Hoành 24. Cao 52. Để sổ 37. Tiếp theo mình lên cái mã 36. 150 cho cái mã 36 luôn ạ. Cái hoành của nó vị trí này 23. Cao 54. Để sổ 36. 150 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 37. 140 cho cái mã 37 luôn. Cái hoành vị trí này là 23. Cao 50. Để sổ 31. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 38. 180 cho cái mã 38 luôn ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 32. Cao 56. Để sổ 38. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 39. 180 cho cái mã 39 luôn. Cái hoành 27. Để sổ 55. Ở cao 55 để sổ 40. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 40 ạ. 180 cho cái mã 40 luôn ạ. Hoành của nó là 30. Cao là 51. Cái sổ là 38. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 41. 180 cho cái mã 41 luôn ạ. Hoành 24. Để sổ 55. Ở cao 55 để sổ 32. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 42. 230 cho cái mã 42. Hoành 27. Cao 57. Để sổ 40. 230. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 43. 130 cho em này luôn. Hoành 24. Cao 48. Để sổ 36.
Rồi tiếp theo mình lên cái mã 44 ạ. 200 cho cái mã 44 luôn ạ. Vành 33, cao 54, đế sổ 40. Tiếp theo mình lên cái mã 45 ạ. 140 cho cái mã 45 luôn cả nhà ơi. Vành 24, cao 53, đế sổ 36. Tiếp theo mình lên cái mã 46 ạ. 100 gửi cho cái mã 46 luôn ạ. Cái hoành 26, cao 47, đế sổ 35. Tiếp theo mình lên cái mã 47 ạ. À. 100 gửi cho cái mã 47 luôn ạ. À. Cái hoành của nó vị trí này là 23. Cao 48. Đế sổ 36 ạ. À. Tiếp theo mình lên cái mã 48. 108 cho cái mã 48 luôn ạ. À. Cái hoành của nó vị trí này là 25, cao 57, đế sổ 42 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 49 ạ. 108 cho cái mã 49 luôn ạ. Cái hoành của nó là 23, cao là 56, đế sổ 43. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 50. Cái mã 50 cặp này 180 thôi cả nhà ơi. 108 cho cái mã 50 ạ. À. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 51. Đây đây. 100 gửi cho cái mã 51 ạ. À. Này về có ai trồng đổ về sửa đổ được cả nhà ơi. 100 gửi cho mã 51 ạ. À. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 52. 100 gửi cho cái mã 52 luôn ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 53. 104 cho cái mã 53 luôn ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 54. 100 gửi cho cái mã 54. Ô Phật, ông địa ông độ. 100 gửi cho cái mã 54 luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo cái mã cuối. Cái mã cuối clip luôn là 200 gửi 4 cây luôn cả nhà. Rồi 4 cây là mã cuối clip luôn nha cả nhà. 4 cây 200 gửi. Mến chào Lim và chào tất cả anh em. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn. Thật lòng cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Thị Phượng nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Cảm ơn bà con mình thật là nhiều ạ. Hẹn lại bà con mình những clip kế tiếp nha.